đồng hành với anh em ban nhạc 4 trong 1 của chúng tôi. Thì giờ đây xin mời quý vị cùng chào đón và giao lưu với tiếng hát của chú Khải qua ca khúc Cây đàn guitar của Lorca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, tôi không có gì hơn. Hôm nay là ngày vui của cháu Hưng và cháu Hảo. Thì bác cũng có một bài hát để hát chúc cho hai cháu đẹp đôi, nguyện cho hai cháu trọn đời bên nhau, bên nhau đến lúc bắt đầu, bên nhau trọn kiếp bên lò ái âm. Và sau đây tôi xin trình bày nhạc phẩm Cây đàn guitar của Lorca. Trên cành nóng em ba nhà là thiên đàn guitar của Lorca, giọt mưa nào ước đắm áo choàng đỏ thắm em ba nhà hay giọt buồn là tiếng đàn guitar Lorca. Dặm đường dài với những nỗi buồn, người vũ nữ đi ngang hát lên bài ca trận đấu we'll be right back.
rất mơ người nghệ sĩ thảo.